Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món bánh nhân dưa nướng, hay còn gọi là bánh nhân khóm đó các bạn. Và để làm cái món này thì mình đã chuẩn bị đây là nửa trái khóm. Nửa trái khóm này nặng 200g. Và đây là đường, đường thì mình dùng 70g. Và hai quả trứng gà. Bơ thì mình dùng 20g. Và đây là sữa tươi có đường 50ml. Và đây là bột mì thì mình dùng 100g. Rồi, như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ làm phần vỏ bánh. Bây giờ mình cho 100g bột mì vô một cái tô lớn để mình dễ trộn nữa. Tiếp theo là mình sẽ cho vô 20g đường. Và mình sẽ trộn đều lên. Tiếp theo là mình sẽ cho vô một quả trứng gà. Mình sẽ trộn đều lên. Chế vô khoảng 30ml sữa tươi có đường. Trộn đều lên. Và bây giờ mình sẽ cho phần bơ lạc vô. Đó, mình sẽ bắt đầu nhồi bột. Sau khi mà mình nhồi bột xong rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái bọc thực phẩm thôi, mình dán cái tô lại. Mình để cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Khóm thì mình sẽ xắt nhỏ ra, rồi mình đem đi xay cho thật là nhuyễn. Mình sẽ cho hết phần đường còn lại vô trong khóm. Sau đó mình sẽ xay cho thật là nhuyễn. Khi mình xay xong thì mình sẽ đổ ra ngoài cái chảo và mình bắt lên bếp để mình sơn cho cái phần khóm của mình nó sệt lại. Mình sơn giống như là mình làm mứt khóm vậy đó. Mình sẽ xên cái phần khóm này với lửa nhỏ thôi và xên cho đến khi nào khô nước lại là được. Nó hơi sệt đó các bạn. Rất là thơm luôn á. Cái phần nhân mình xào cho khô như vậy là được rồi nè các bạn. À, bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho cái phần nhân này nó nguội lại rồi mình sẽ vo thành những cái viên tròn. Và đây là cái phần nhân bánh và phần vỏ bánh mình đã chia ra thành những phần bằng nhau rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nắn bánh nhé. Mình lấy cái phần vỏ bánh này các bạn. Mình ấn cho nó dẹp ra, sau đó mình sẽ bỏ cái nhân vô giữa. Các bạn muốn mà cái nhân với lại cái vỏ bánh của mình nó bằng nhau thì các bạn có thể cân á, mình cân để cho nó cái bánh mình nó đều hơn. Và mình xe thành cái hình tròn. Rồi bây giờ mình sẽ tạo hình nè. Mình sẽ tạo hình cái hình vuông. Các bạn bóp hai đầu hai bên đây. Rồi tới đầu, hai đầu hai bên đây luôn. Trên mình ấn hơi nhẹ xuống như vậy cho nó hơi dẹp xuống. Thì nó thành cái hình vuông liền à, rất là dễ dàng luôn á. Các bạn cũng có thể để hình tròn luôn cũng được. Sau khi mình tạo hình xong thì mình sẽ để xuống đây nè, cái mâm này các bạn. Mình lót ở dưới là một miếng giấy nến. Rồi mình để lên. Các bạn nhớ thoa một ít dầu ăn vô trong cái bao tay như thế này thì khi mà mình nắn bánh thì cái bánh của mình nó sẽ không có bị dính. Rồi mình sẽ nắn những cái bánh còn lại. Bây giờ mình sẽ dùng một cái cây tăm này các bạn. Mình tạo dáng, mình sẽ tạo cái hình sọc xéo xéo như thế này. Mình tạo hình cái dọc xéo ngược lại. Tiếp theo là mình sẽ làm cho đến khi nào hết cái bánh thì thôi. Sau khi mà mình đã tạo hình xong rồi thì mình sẽ đem để vô trong lò nướng và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 180 độ trong vòng 5 phút. Sau 5 phút nướng thì mình sẽ lấy ra. Phần bánh mình đã nướng được 5 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ quét lên một lớp nước. Quét nước lên như thế này là để cho cái bánh mình nó mềm hơn đó các bạn. Không có bị khô. Và sau khi mà mình quét nước xong thì mình sẽ để cho nguội khoảng 5 phút. Đây là phần sữa tươi còn lại này các bạn.
mình sẽ cho vô một cái lòng đỏ trứng. Mình sẽ đánh đều lên. Bánh đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ quét lên một lớp trứng và sữa. Mình sẽ quét đều cái bánh nha. Mình quét như thế này để khi mà mình nướng bánh thì cái bánh của mình nó sẽ có cái màu vàng rất là đẹp. Quét xong rồi nè các bạn, bây giờ mình sẽ đem đi nướng và mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ trong vòng 10 phút. Và đây là bánh mà mình đã nướng chín rồi nè. Wow, rất là thơm luôn á các bạn. Bây giờ mình sẽ đợi cho bánh hơi nguội lại rồi mình ăn thử nhé. Giờ nó còn rất là nóng luôn á. Bây giờ mình sẽ bẻ cái bánh này ra cho các bạn coi thử nha. Đây. Cái phần nhân bên trong đó nè các bạn, bẻ ra rất là thơm luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn bánh thử thôi. Lấy một miếng. Mẹ nhìn cái bánh của mình nè, bên ngoài thì vàng, bên trong nó cũng vàng luôn. Cái phần nhân nó cũng vàng nữa. Cái phần vỏ bánh ở bên ngoài thì nó hơi giòn giòn, còn bên trong thì nó mềm mềm nè. Còn cái phần nhân thì mình ăn nó có vị chua chua, ngọt ngọt và nó dẻo dẻo nữa. Cái phần nhân ăn rất là ngon nha các bạn. Chua chua, ngọt ngọt, ăn không có bị ngán. Và cái phần vỏ bánh của mình thì nó hơi ngọt lợ lợ à, nó không có ngọt quá. Bánh này ngoài giòn, ở trong mềm. Ngon quá. Và cái bánh này nè các bạn, nó có cái vị béo của bơ và cái vị thơm của sữa nè, và cái phần nhân á các bạn. Phần nhân rất là thơm luôn nha. Thơm cái mùi khóm á. Chua chua nè, ăn vô nó dịu dịu. Cái phần nhân á các bạn, mình làm giống như là mứt khóm vậy đó. Các bạn có thể ăn chung với lại bánh mì kẹp cũng được nữa. Cái bánh này các bạn có thể nắn hình tròn, hình vuông, hình tam giác thì cũng được, tùy sở thích các bạn mà các bạn nắn nha. Ở đây thì mình trang trí thêm vài cọng bạc hà nè. Ở giữa là cái miếng khóm á các bạn, mình cắt ha, cái mình găm mấy cái lá bạc hà lên. Cái lớp vỏ bánh á các bạn, cái lớp ở bên ngoài á mình quét trứng với lại sữa lên á, ăn thì nó rất là thơm nha. Và nó giòn. Mình làm cái bánh nhỏ nhỏ như thế này nè, rất là dễ ăn và nó không có bị ngán nữa. Vừa ăn bánh này vừa nhâm nhi với ly nước trà thì rất là tuyệt vời luôn á các bạn. Tại vì cái bánh này nó đã ngọt ngọt chua chua rồi, mình uống với lại nước trà thì nó sẽ rất là hợp. Bây giờ mình sẽ bẻ thêm một cái bánh này nữa nha. Video làm món bánh nhân dứa của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.